Tập 6, Chuyện về Vox, Cuộc đào thoát tới thành phố Phâu, phần 2. Con không thể dửng dưng được nếu có cách để kết thúc chế độ chuyên chế của bà nữ hoàng kia cha ạ. Silas bình tĩnh nói với cha Aden, nhưng thực ra những lời đó lại khiến ông càng nóng nảy hơn. Mẹ con nghĩ là sẽ đảo chính được bà nữ hoàng Storm kia với sự trợ giúp của công nghệ kỹ thuật, và giờ xem, con đã thấy kết cục rồi đó. Nói cũng bằng thừa với Silas, con bé khá cứng đầu khi bàn bạc về câu chuyện xoay quanh mẹ Julia. Con yêu cha, nhưng con nghĩ con sẽ không cần phải xin phép cha điều đó, họ là thần dân của con. Cha Aden nghe vậy liền quay sang chế giễu. Và thưa ngài, ngài định vùng lên cứu họ ư? Cha à, tôi đặt tay lên vai ông, nhưng ông lại rũ bỏ ra. Tôi đưa tay lên đặt lại. Nghe này cha, và tôi để cho ông ấy lắng nghe. Một âm thanh vang vọng từ xung quanh, âm thanh đến từ bao năm trước đó. Bọn trẻ cần một con thú nuôi. Cha quay người lại, đôi mắt hoang dại đảo quanh bến phà. Từ đâu? Anh lại làm vung vãi vụn sắt lên cái đi văng của em đúng không? Julia, ông thì thầm. Đây là lần đầu tiên ông nghe lại giọng vợ mình kể từ cái đêm định mệnh đó. Rồi tôi lại tạo ra âm thanh giọng cha cũng trong đêm đó, đoạn ông quát tháo với mẹ. Cha dững người lại, có chút bối rối và ngạc nhiên. Cha, tôi lặp lại. Silas sẽ đi, đây có thể là lần cuối cùng cha được nhìn thấy em ấy. Cha muốn cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con lại thành thế này à? Tiếp đó, một khoảng lặng đến rợn người mà nhẽ ra cha sẽ nói, Vox, con nói đúng. Nhưng không, ông kéo và ôm lấy Silas trong vòng tay kim loại lạnh lẽo của mình. Con sẽ luôn có cha bên cạnh. Ông nhảy lên phà đầu tiên rồi đỡ Silas lên. Anh cũng sẽ luôn bên em nữa. Tôi vừa nói vừa nhảy lên phà theo sau, mặc dù cũng chẳng ai thèm để ý nghe tôi cả, đang có màn tình cảm cha con sướt mướt cơ mà. Tôi là người duy nhất trong gia đình nghe thấy âm thanh vang vọng cuối cùng khi đang rời khỏi vịnh biển lửa. Một tiếng thì thầm, thật đáng tiếc. Có rất nhiều những lời bàn tán hay những câu chuyện được thêu dệt lên về việc Silas sẽ đấu tranh, đoạt lấy ngai vàng từ bà nữ hoàng Storm như thế nào. Chuyện này với tôi vẫn khá là kỳ quái, và họ sẽ vẽ lên những bản anh hùng ca, giai thoại binh lính Kithin và đội Stormwood phát hiện ra nơi cha giấu Silas, trận chiến dữ dội giữa hai bên, đội Kithin hộ tống Silas tới thành phố Hacien Pho để tuyển dụng người tài dưới trướng phò tá, và giờ con bé nổi lên như một vị thần mà không ai không biết. Nhưng họ lại bỏ qua những thứ cực hay ho mà tôi đã làm, ít nhất thì giờ các bạn cũng đã biết toàn bộ câu chuyện. Và đây cũng chưa phải là những lời cuối cùng mà tôi muốn nói.